Dạ, nói chung là qua cũng là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các anh chị em đã giúp đỡ thời gian qua rất là nhiều. Và anh thuộc có tiền đưa cho anh đó với anh là giờ chắc cũng đã đủ rồi. Anh mong các mạnh thường quân mong mong ủng hộ được anh. Bây giờ này em giao cho anh nè, mình phải giữ cái sổ này cẩn thận nha, không được mất. Làm gì anh Mến? Dạ. Gửi ly hả? Vậy hôm trước em có coi clip là anh về được hôm nay là cũng 3 ngày. Sức khỏe tốt chưa mà bây giờ lại gửi ly? Sức khỏe là vẫn bình thường. Dạ. Không có gì hết á. Dạ. Nói em con có thằng không? Nhưng mà lúc nãy thì em có điện cho anh mà để chuẩn bị mà sao giờ lại gửi ly? Em thấy cửa nhà đằng kia mở kìa. Dạ. Mình bác sĩ có cho mình lao động gì không? Nó có mình lao động một ngày được. Rồi anh ba coi bán cà phê giùm luôn. Ồ, coi phụ giúp việc luôn ha. Rồi mình ăn cơm ở đây luôn. Còn hai cái nữa xong hả? Không. Rồi khi nào mình lên Sài Gòn lại anh? Có thứ hai rồi ông tôi khám lại. Dạ. Chắc chỉ rồi khi nào mình sẽ có kết quả để mà giải phẫu chính thức. Có đó rồi, ông cuối lúc đó. Bảo quả, lúc nào cũng vừa, ông vừa. Hôm trước thì em thấy rất là nhiều bạn đến quay thì mấy ngày đó thì về có mệt lắm không? Không còn mệt lắm, mà cũng hơi cố gắng lắm rồi. Dạ. Khi đi về bác sĩ có dặn dò gì không anh? Bác sĩ kia vừa ngủ mau ăn uống coi lại sức. Dạ. Không phải là có sức khỏe rồi đổ á, có thật nó vừa ăn xuống. Dạ. Cử nói chuyện nhiều. Cử nói chuyện nhiều. Dạ. Rồi sao em thấy anh cũng tiếp nhiều mà hôm nay coi như em cũng làm phiền nè. Nói chung là không theo anh, tại vì không phải có anh có giúp đỡ mình không có thật nó cười quá. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái gương mặt của mình. Cái đó là quan trọng nhất. Nhưng mà hôm nay làm phiền anh thì coi như là cái trách nhiệm của em nữa ha. Thì bây giờ mình kiếm một nơi nào ngồi cho mát mát. Xuống chỗ hôm trước đi. Chỗ hôm cái bụi cây hôm trước đó. Dạ. Thì em sẽ làm cái trách nhiệm của em để coi như là giúp anh. Chứ không có câu wheel cô la gì trơn nha. Dạ. Rồi chiều mới mưa xong rồi anh. Vậy hả? Mẹ sao rồi? Mẹ yếu lắm hả? Ông gài thấy cũng lên mạng rồi cũng lu bu quá. Lấy ghế ra đây luôn đi anh ơi ha. Hai cái cho em mượn cái bàn với. Em cho anh một cái tin mừng luôn. Nhà anh Mến thì ở bên đây. Cô bác của anh chị có xem clip thì cũng đã hiểu rồi.
lại có một cái cuộc gọi nữa. Cô bác quý anh chị, thì sau một hành trình vừa đi làm ra xong thì Bùi Hồ cũng cố gắng thời gian vào buổi chiều muộn màng hôm nay vào ngày thứ sáu để tranh thủ ở trong cái giờ làm để Bùi Hồ để gặp anh Mến, để quay cho cô bác quý anh chị xem về cái gương mặt của anh Mến sau khi mổ giải phẫu sinh thiết xong, coi như là tiểu phẫu. Thì còn phía trước thì còn cái đoạn đường rất là dài, cũng phải nói là rất là gian nan và phải thật là cố gắng để mà cùng với bác sĩ để mà hoàn thành cái ca tái tạo gương mặt lại cho mình. Thì hôm nay đến đây thì anh Mến mổ sinh thiết cũng về cũng được mấy ngày, sức khỏe thì có phần hồi phục về cơ thể, nhưng mà về giọng nói thì vẫn khó nghe. Nên mọi cái việc thì Bùi Hồ yêu cầu anh Mến nói nhỏ và Bùi Hồ sẽ dịch lại cho cô bác quý anh chị nghe. Thì cái việc hôm nay Bùi Hồ đến đây, thứ nhất là thăm anh Mến, gặp anh Mến như vậy thì cũng rất là vui mừng. Và việc thứ hai là Bùi Hồ làm với một cái trách nhiệm của mình với lại Mạnh Thường Quân để mà giao duyên cho anh Mến. Thì anh Mến ơi, như thế này, sau lần ở bệnh viện em đi thăm anh về thì em đã đọc cho anh cái số tiền mà em nhận được, và em hứa với anh là hai anh em mình cũng được cùng đi ra ngân hàng để tạo một cái tài khoản tiết kiệm gửi vô cho nó an toàn. Thứ hai là mình có một cái chi phí sau khi mình phẫu thuật thành công, và mình sẽ tìm một cái hướng đi cho mình để mình không còn dựa dẫm vào mọi người nữa. Thì cái số tiền đợt hai em nhận được là 21.200.000 đồng và 300 USD. Thì sau cái thời gian mà em đi bệnh viện thì có rất là nhiều Mạnh Thường Quân quan tâm, thì trong đó có đại diện là của cô Lan gửi cho em mới vừa nhận được vào ngày hôm qua là 1.400 USD, và chú Tấn Phạm vừa nhận được lúc 1 giờ chiều với cái số tiền là 100 USD, là tổng cộng cái số tiền là 1.500 USD vào đợt 3. Và đợt 1 em có qua đây, tại đây thì em có trao cho anh cái số tiền là 32.952.000 đồng và 400 USD. Thì sau tổng cộng 3 đợt đó thì em có nhận được cho anh tổng cộng cái số tiền là 54.152.000 đồng và 2.200 USD. Thì cái đợt 1 em đã trao cho anh rồi, anh còn nhớ không? Còn nhớ. Dạ, trao lúc đó đủ hết nha anh ha. Dạ, thì thưa cô bác quý anh chị, cái số tiền 1.800 USD á, 1.800 USD thì Bùi Hồ cũng mới vừa nhận đây, thì nó tương đương với số tiền Việt Nam có thể đổi ra là 23.000 đô, thì nó sẽ tương đương ra là 41.400.000 đồng. Thì nhờ với lại tổng cái số tiền mà tổng cộng em nhận cho anh đến cái thời điểm này sau 3 đợt là 104.752.000 đồng, tương đương về tiền đô với tiền Việt nó đổi ra còn mấy trăm đồng lẻ ngoài sao đó, hay mấy ngàn lẻ ngoài sao á, thì tương đương là gần khoảng 105 triệu, khoảng 105 triệu. Thì như thế này, đây là một cái số tiền đối với một người bình thường ở quê mình thì đây là một cái số tiền rất là lớn, và đối với bản thân em thì nó cũng lớn chứ không phải là một cái số tiền nhỏ. Thì việc anh đi lên đi xuống bệnh viện á thì nó đi rất di chuyển rất là nhiều, và tiền để trong mình nhiều thì nó không tốt. Hiện nay anh cũng đã có một cái tài khoản ngân hàng, thì một số Mạnh Thường Quân có gợi ý cho em là làm một cái sổ tiết kiệm gửi vô cái banh cái ngân hàng cho mình. Thì ý anh sao anh á? Được, không được hết, nhưng mà anh gửi cắt gửi vô thẻ luôn. Dạ, gửi vô thẻ ha. Dạ, thì bây giờ mình sẽ gửi hết một anh. Đợt trước là anh còn giữ 32.952.000 đồng, là số tiền đó anh có cần em gửi luôn không hay sao? Dạ, có tầm đó anh gửi mà thăm con cuộn của tôi vừa. Dạ. Vô thẻ đó được. Dạ, số tiền đó anh đã gửi người thân. Dạ. Anh nói nhỏ thôi cũng được, sợ mình ảnh hưởng. Sợ gửi người thân đi công chuyện chưa về. Thì hiện nay thì hai anh em mình sẽ đi ra gửi cái số tiền là 21.200.000 đồng. Cộng với 1.800 USD. Thì 1.800 USD ra đó thì mình sẽ đổi ra được bao nhiêu tiền để mình biết mình tổng cộng mình gửi luôn. Ha. Thì anh Mến ơi, thì sau cái phần trước khi đi thì để ra ngân hàng thì anh có lời nói nào đến Mạnh Thường Quân cũng như những người mà đã ủng hộ anh từ bấy lâu nay, lúc mà mới bắt đầu cho đến thời điểm bây giờ? Dạ, nói chung là cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân,
có anh chị em có giúp đỡ không? Thời gian qua có rất nhiều. Và anh thì có tiền đưa cho anh đó với anh rồi có cũng đã đủ rồi. Anh mong các anh thùng quân á mong ủng hộ được anh luôn. Mà vừa đó của anh có tiền mà đủ rồi. Cho anh có quân trình được tự ăn uống mà được rồi rất đủ rồi. Nên anh không muốn nhận cái tấm lòng của anh thùng quân nữa. Các anh thùng quân hảo à, kính thưa các bác quý anh chị, lời nói của anh Mến thì bây giờ cũng còn đau, chắc có thể là nói khó khăn. Thì Bùi Hồ sẽ nói lại, thì anh Mến nói rằng là số tiền này đối với anh Mến thì đến thời điểm này nó đã đủ rồi để cho chi phí đi lại cũng như ăn uống. Tại vì cái việc mà điều trị của anh Mến á, thì hiện nay ở bệnh viện lo hết, đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Bệnh viện GW lo hết luôn, kể cả đi lại luôn. Hôm trước em thấy xe du lịch, xe 7 chỗ đưa anh về. Dạ. Dạ, thì cái số tiền này nó đã đủ, anh có không còn nhận nữa. Anh không còn nhận nữa. Dạ, thì thưa cô bác quý anh chị, đó là lời nói thật lòng nhất của anh Mến. Hiện nay, nếu như cô bác anh chị muốn quan tâm đến anh Mến và theo dõi cái hành trình của anh Mến, thì xin cô bác quý anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại trước đây anh Mến đã cho, để mà trực tiếp hỏi thăm sức khỏe hay là trao đổi như về tình hình của anh Mến, hoặc là qua số điện thoại của Bùi Hồ. Chứ về tiền thì anh Mến không nhận nữa, anh Mến không hoàn toàn là không nhận nữa, và bản thân Bùi Hồ cũng sẽ không nhận cho anh Mến nữa. Lý do vì còn rất là nhiều mảnh đời ở đằng sau mà cần sự giúp đỡ nữa. Dạ, thì thôi bây giờ hai anh em mình sẽ cầm cái số số tiền này đi ra ngoài ngân hàng nha. Hai anh em vừa đến ngân hàng để mà đổi cái số tiền đô này ra. Nói anh trao cho anh cái số tiền đi đổi này thì ảnh nói ảnh không biết đổi. Đó giờ không đổi lần nào hả anh hả? Giờ em đổi giùm anh. Rồi lát nữa gửi giùm anh luôn. Rồi, hai hai anh em mình đi vô nha. Ngân hàng thì chẳng không cho mình quay đâu. Anh nữ ra là mình sẽ không quay ở trong nha anh ha. Dạ, Bùi Hồ với lại anh Mến xin chào cô bác quý anh chị. Thì sau lưng của cô bác quý anh chị đó là ngân hàng Agribank. Thì hôm nay Bùi Hồ và anh Bùi Hồ qua với đi với cùng với anh Mến để mở một cái sổ tiết kiệm cho anh. Thì hai anh em thì dự định là chỉ gửi cái số tiền là 62 triệu đồng, là Bùi Hồ hai lần nhận còn lại, mà hôm nay trao cho anh đó là số tiền mặt là 21 triệu 200 nghìn đồng, với lại tiền 1.800 đô, đổi ra được là 41 triệu 643 nghìn đồng. Thì tổng cộng số tiền là hai anh em chỉ dự tính là gửi là 62 triệu thôi. Nhưng mà anh Mến ảnh có một cái số tiền mặt ở trong túi Mạnh Thường Quân cũng mới vừa gửi thêm 8 triệu đồng. Thì tổng cộng cái số tiền là hai anh em gửi hôm nay là 70 triệu đồng. À, để quay cho cô bác quý anh chị xem luôn nha. Đây. À, đây là cái sổ tiết kiệm của Bùi Hồ mới làm cho anh Mến nè. 70 triệu đồng. Cái kỳ hạn này á thì hai anh em mình sẽ gửi cái thời hạn là trong vòng 1 năm. Tại vì anh bảo rằng là trong 1 năm nay thì anh không có sử dụng nhiều anh Mến hả? Đúng rồi. Chi phí đi lại thì bệnh viện GW đo hết. Thì cái số tiền này sau 1 năm thì Bùi Hồ sẽ quay lại hỗ trợ anh Mến. Hoặc là lúc đó thì anh cũng có thể tự đi mình lên được rồi. Đúng không? Tự đi mình lên được rồi. Thì anh có thể tự rút và cầm cái chỉ cần sổ tiết kiệm này thôi. Bây giờ này em giao cho anh nè. Mình phải giữ cái sổ này cẩn thận nha. Không được mất. Thì cảm ơn cô bác quý chị đã xem hành trình hôm nay của hai anh em. Mặc dù là thời gian rất là gấp rút, tại Bùi Hồ còn một cái chuyến hành trình. Chuyến hành trình này rất là quan trọng, giúp một chị, một cô gái mang một cái gương mặt dị dạng, đó là chị Hương, đi Sài Gòn vào tối đêm nay. Và cô bác quý anh chị có xem hành trình của Bùi Hồ và chị Hương thì hãy nhớ ủng hộ cho Hồ Bùi Hồ bằng một like và một lượt đăng ký kênh để xem những clip Bùi Hồ cùng với anh Mến cũng như là với chị Hương. Hai anh em mình chào tạm biệt đi. Cô bác quý anh chị, trước lúc ra về thì hai anh em uống nước mía xong thì anh lại trao cái áo mưa. Nên là nữ ra là mở cái máy ra quay cái áo mưa thì anh cầm á. Anh nói đi đường giờ đường xá xa xôi rồi đi này. Nên ảnh không, cái này áo mưa này của ngân hàng gửi gửi tặng. Dạ, thôi em cảm ơn anh nhiều. Thôi sẽ nhận cái tấm lòng tốt của anh. Cảm ơn rất là nhiều luôn.